Hôm qua, Liên minh Nghị viện Thế giới ipu và nhiều nước trên thế giới đã kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại Gaza, kêu gọi các bên thực hiện đầy đủ nghị quyết được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua mới đây. Trong khi đó, Mỹ vai cập đã khẳng định giải pháp hai nhà nước là sự bảo đảm cho việc khôi phục an ninh ở Gaza cũng như ổn định khu vực. Trong ngày cuối cùng của Đại hội đồng EPU lần thứ 148 đang diễn ra ở Geneva, Thụy Sĩ, cộng đồng nghị viện toàn cầu đã ra tuyên bố chung kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại Gaza cũng như thả tất cả con tin ngay lập tức và vô điều kiện. Cùng ngày, tại cuộc gặp ở Beirut, Thủ tướng Liban Najib Mikati và người đồng cấp Italy Giorgio Meloni cũng ghi gọi thực hiện đầy đủ nghị quyết của Hội đồng Bảo an, đồng thời bày tỏ hy vọng nghị quyết sẽ thúc đẩy một lệnh ngừng bắn bền vững. Phủ Tổng thống Ai Cập thông báo, Tổng thống Aden Fanta SCC và Phái đoàn của Hội Mỹ đang thăm nước này đã khẳng định giải pháp hai nhà nước là sự bảo đảm và là giải pháp duy nhất để khôi phục và củng cố an ninh và ổn định trong khu vực. Trong khi đó, bất chấp nghị quyết yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức của Hội đồng Bảo an, tình hình chiến sự vẫn diễn ra căng thẳng trên thực địa. Hiện quân đội Israel và lực lượng Hamas vẫn chủ yếu giao tranh bên trong và quanh ba bệnh viện lớn ở Gaza, làm gia tăng lo ngại về những bệnh nhân, nhân viên y tế và người sơ tán bên trong. Cho đến nay, đã có gần 32.500 người thiệt mạng ở Gaza, trong đó phần lớn là phụ nữ và trẻ em kể từ khi xung đột bùng phát hôm 7 tháng 10 năm ngoái cho đến nay.